Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Hoài Lâm khoe vợ mặc váy cưới, hôn lễ sắp cận kề. Hình ảnh Bảo Ngọc mặc váy cưới khiến người hâm mộ Hoài Lâm không khỏi xôn xao về một đám cưới trong tương lai gần của cặp đôi này. Mới đây, trên trang cá nhân Bảo Ngọc bất ngờ chia sẻ hình ảnh mặc váy cô dâu, cư dân mạng đoán già đoán non đám cưới của Bảo Ngọc và Hoài Lâm sẽ diễn ra vào đầu năm nay. Người hâm mộ Hoài Lâm càng tin vào nghi vấn nam ca sĩ sắp tổ. Trước đám cưới khi anh đăng ảnh bà xã diện váy cô dâu kèm lời chia sẻ cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi, Hoài Lâm và Bảo Ngọc đã bí mật đăng ký kết hôn và có hai con gái chung nhưng chưa chính thức tổ chức đám cưới. Cặp đôi giữ kín chuyện kết hôn và có con một phần bởi áp lực từ phía dư luận vốn không ủng hộ cuộc tình này. Sau khi trở lại showbiz, Hoài Lâm công khai hình ảnh các con lẫn thông tin lập gia đình cùng Bảo Ngọc. Hai con gái của Hoài Lâm vô cùng đáng yêu. Hoài Lâm đã trở lại showbiz một thời gian còn Bảo Ngọc vẫn tiếp tục phát triển công việc kinh doanh online. Ngoài ra, hai con gái của cặp đôi này đã cứng cáp. Nhiều khán giả ủng hộ và mong chờ đám cưới của Hoài Lâm và Bảo Ngọc. Hiện tại, vợ chồng Hoài Lâm chưa lên tiếng về nghi vấn sắp tổ chức đám cưới. Nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.